Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay Phúc đang có mặt tại An Phú Đông, kế bên chùa Khánh An để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng. Và đây là đường trước đất của chúng ta, có chiều ngang là 5 m và kế bên là một căn nhà lầu siêu to và cao 3 tầng. Và lô đất của chúng ta thì nằm sát bên căn nhà lầu này. Lô đất có sổ hồng riêng, có diện tích là 4 x 15 m, thổ cư là 60 mét vuông và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta. Lô đất của chúng ta có hướng đông nam, phù hợp với những người mệnh Tây tứ trạch. Từ vị trí bản đồ chúng ta thấy lô đất của chúng ta cách đường quốc lộ 1A khoảng hơn 100 mét và trong bán kính 2 km chúng ta có trường tiểu học Nguyễn Thị Thừa, trường đại học Nguyễn Tất Thành, Ủy ban phường Phú Đông, trường tiểu học Phạm Văn Chiêu và siêu thị Bách Hóa Xanh thì đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Bệnh viện Hồng Đức cách chúng ta khoảng 700 m và về bên công viên Gò Vấp là khoảng 2 km và về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng hơn 5 km. Trước mặt của chúng ta là đường Nguyễn Thị Thừa, vào khoảng 50 m là tới vị trí lô đất của chúng ta. Đường vào tới vị trí lô đất chúng ta có chiều ngang là khoảng hơn 5 m, xe tải xe ô tô vào thoải mái nha quý anh chị. Phúc nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4 m và chiều sâu là 15 m, pháp lý là sổ hồng riêng và được chào bán với giá là 3 tỷ 200 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ hứa bớt lọc cho chúng ta. Nếu anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới quốc lộ 1A nha, rất là gần, khoảng hơn 100 m. Hiện tại thì bên An Phú Đông những lô đất có giá tầm trên dưới 3 tỷ bây giờ rất là hiếm, do vị trí An Phú Đông tiếp giáp với thành phố Thủ Đức và giáp với Gò Vấp. Đường dẫn vào lô đất của chúng ta có chiều ngang là khoảng hơn 5 m, khúc ngay chỗ tu viện Khánh An, một ngôi chùa thiết kế theo phong cách của Nhật rất là đẹp, sát bên chùa luôn nha quý anh chị. Từ quầy quốc lộ vào chúng ta tới con hẻm vào đất của chúng ta trước, đi khoảng 20 m nữa mới tới chùa Khánh An, và quẹo phía bên trái là chúng ta về quốc lộ 1A. Từ vị trí quốc lộ 1A này chúng ta đi khoảng hơn 2 km là về tới Gò Vấp. Còn nếu quẹo hướng phía bên trái là về thành phố Thủ Đức. Video review lô đất sổ hồng riêng nằm ở An Phú Đông có diện tích 4 x 15, pháp lý sổ hồng riêng của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12.